Công an quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra một căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 16 quận Gò Vấp, phát hiện nơi đây đang tàng trữ gần 500 kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ, gần 100 mét dây cháy chậm, gần 900 kg vỏ nhựa, hình quả banh các loại nhiều màu sắc, gần 1 tấn ống giấy hình trụ bằng các tông các loại, 11 thùng giấy màu đỏ với kích thước khác nhau. Nghi vấn là nguyên liệu để sản xuất pháo nổ. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn phát hiện 275 đơn hàng đã đóng gói sẵn chuẩn bị gửi đến nhiều địa phương trên cả nước và nhiều tài liệu máy móc có liên quan. Qua khai thác nhanh, công an quận Gò Vấp xác định số hàng hóa trên là của hai thanh niên sinh năm 1992 cùng ngụ tỉnh Tiền Giang. Địa điểm được kiểm tra do hai thanh niên này thuê để tập kết số hàng hóa trên. Làm việc với hai đối tượng, kết quả sơ bộ như sau. Nắm bắt nhu cầu của nhiều người muốn chơi pháo vào dịp Tết, Hai đối tượng đã tìm mua các loại nguyên liệu trên mạng và giao bán lại cho khách để hưởng tranh lệch. Đáng chú ý, trong nhiều sản phẩm được giao bán, các loại vỏ bao nhựa, lõi giấy, giấy đỏ, thì còn có các loại hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ như bột nhôm đen hay còn gọi là nhũ đen, bột K3, lưu huỳnh hay bột vàng và bột natri. Các chất này nếu được pha trộn theo công thức và tỷ lệ sẽ tạo ra thuốc nổ đen, một loại vật liệu nổ công nghiệp. Nếu không đăng ký giấy phép theo quy định và được quản lý chặt chẽ về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên về tội tàng trữ vật liệu nổ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp phê chuẩn hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định